Gần đây trên khắp các mặt báo, trên các diễn đàn, người ta không ngừng truyền tai nhau sản phẩm Trường Xuân Vương của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, giám đốc trung tâm Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tĩnh Đường, viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam, tiến sĩ danh dự của trường đại học UNESCO. Vậy thực hư công dụng của sản phẩm này có giống như lời đồn thổi? Trường Xuân Vương có gì khác so với các sản phẩm đang tràn lan trên thị trường? Nhóm phóng viên của chúng tôi đã tìm về tận nhà của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng để xác thực thông tin này. Có mặt tại khuôn viên hơn 30.000 m2 tại xã Yên Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi đây chính là căn nhà nơi bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đang sinh sống và làm việc. Lúc nào cũng tấp nập người đến khám bệnh và bốc thuốc. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân ở vùng Yên Sơn mà còn nhiều người ở tận các tỉnh xa như Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên cũng tìm về tận nơi với mong muốn được ông thăm khám và chữa trị bằng các phương pháp chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là các chứng yếu sinh lý hiếm muộn. Với quan điểm Nam Dược trị Nam Nhân, các bài thuốc do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng nghiên cứu và điều chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên để cơ thể người bệnh tự sinh ra những chất cần thiết chống lại sự già nua, suy giảm sức khỏe và sinh lý. Bên cạnh đó, thấu hiểu được nỗi lo lắng và sự vất vả của người bệnh trong quá trình điều trị, ông luôn đau đáu về việc làm sao để điều chế ra bài thuốc nhằm cung cấp cho người dùng tiện lợi, không phải sắc uống đỡ mất thời gian, lại đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Đó chính là lý do sản phẩm Trường Xuân Vương được ra đời bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng làm viện trưởng chuyển giao cho công ty cổ phần Phát Đạt sản xuất và phân phối, giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình lão hóa, mãn dục nam. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.